Chiều ngày 12 tháng 12, sau cuộc hội đàm thành công tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng xem, nghe báo cáo về 36 văn bản hợp tác được ký kết nhân chuyến thăm. Trong 36 văn kiện này, có 4 văn bản thuộc lĩnh vực chính trị đối ngoại được ký giữa các ban đảng và Bộ Ngoại giao hai nước, 4 văn bản hợp tác an ninh quốc phòng về phòng chống tội phạm, hợp tác trên biển và lĩnh vực tư pháp, 24 văn bản về hợp tác trên các lĩnh vực thực chất cấp chính phủ, cấp bộ và cơ quan, cùng 4 văn bản hợp tác giữa các địa phương hai nước. Bộ Quốc phòng hai nước ký bản ghi nhớ về tuần tra liên hợp trên vùng Vịnh Bắc Bộ, trong khi Bộ Công an hai bên ký hiệp định về phòng chống tội phạm và hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù. Hai nước cũng ký hiệp định về việc cùng nhau xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng, khu vực biên giới Bát Sát Lào Cai Việt Nam, Bát Sái Vân Nam Trung Quốc. Bộ Giao thông Vận tải ký bản ghi nhớ với Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc về tăng cường hợp tác đường sắt, cũng như bản ghi nhớ với Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc về tăng cường hợp tác viện trợ phát triển đường sắt qua biên giới. Hai bên cũng ký kết thỏa thuận thiết lập đường dây nóng thông tin về các sự việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển. Đây là số lượng văn bản hợp tác được ký kết nhiều nhất từ trước đến nay trong một chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam.